À, chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đầu đĩa than LOD, mã là HT M50. Con này hình thức thì 50k zin. Các bạn về tự lau chùi nha. Có một vết rạn ở trong này nè, nó rạn. Một vết thôi, còn này là dơ thôi. Các bạn về tự lau chùi. Với lại gốc thì bị cứng đầy vết à, nó không ảnh hưởng gì nha. Còn lại là máy hoạt động hoàn hảo nha. Con này là dòng máy thông minh tự động hoàn toàn nha. À, nếu như mà không có đĩa thì nó sẽ không 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 chạy, rồi tự động nhận sai đĩa luôn. Giờ mình test cho các bạn. Có đèn soi đĩa đàng hoàng nha. Đây là dòng máy thông minh nha, hoạt động hoàn hảo nha các bạn. Đó. Tự động khóa tốc độ luôn nha, nếu mà đặt chân tốc độ máy quạt. Xài motor trực tiếp. Nâng hạ cần ở đây nè, đây lặp lại. Đây là lựa chọn 3345 vòng. Đó. Đó, đây mình di chuyển bài đây. Trên muôn đường mây vẫn hay đi về.
tự động hoàn toàn nha. Hết bài máy sẽ tự động trả cần về. Khi mà mình ngắt ngang, mình bấm Start Kit ở đây. Đây là dòng máy thông minh. Nếu như mà mình không có đĩa thì nó sẽ không chịu chạy, thì nó sẽ đỡ hư kim. Đó. Kim máng về theo máy là như vậy nha. Con này do bị cứng góc nhẹ đây thì mình xả rẻ.